Sáng 15 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã đến thăm chúc Tết tập thể ban biên tập, viên chức, phóng viên, người lao động báo Tây Ninh nhân ngày làm việc đầu xuân năm mới giáp thìn 2024. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới giáp thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ban biên tập, cán bộ, phóng viên báo Tây Ninh, ghi nhận đánh giá cao những đóng góp, sự đồng hành của báo Tây Ninh trong công tác tuyên truyền, góp phần cổ vũ, tạo sự đồng thuận và khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc tập thể Báo Tây Ninh năm 2024 sẽ tiếp tục đoàn kết, gặt hái những thành tựu mới và luôn đồng hành cùng tỉnh nhà trong công tác định hướng, tuyên truyền, cổ vũ toàn dân nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Trần Thị Mỹ Linh, tổng biên tập Báo Tây Ninh, Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian vừa qua đối với hoạt động của báo Tây Ninh và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2024.